Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Giàng Á Pháo. Và đây là nội dung nữa mình truyền tải trên kênh. Hôm nay là thứ bảy các bạn, buổi sáng thứ bảy. Thường thì tháng nào cũng thế các bạn nhé. Và mình quay vào thứ bảy chủ nhật thì sẽ đủ nội dung cho cả tuần luôn. Và ngày hôm nay nhiệm vụ của mình là sẽ quay 4 video, 4 video trong một ngày các bạn. Hoặc là 2, tối thiểu là 2 đến 4 video trong một ngày. Sáng sớm thì mình đã dậy chuẩn bị những cái thứ này trên xe như này các bạn. Thông thường thì có những bản thì mình đi bằng xe máy, có những bản mình đi bằng ô tô các bạn. Và hôm nay thì mình lựa chọn đi ô tô. Những cái thứ đây các bạn đang thấy như mình chất trên xe đây là chủ yếu là lên bản vùng cao đấy ngày nay. Và những cái thứ này thì bắt đầu vào mùa đông các bạn nhé, bắt đầu mùa đông này, tuy nhiên nó không rét các bạn ạ. Thì đây là những cái thứ quần áo mùa đông mà quý vị khán giả gửi về cho mình trong năm nay các bạn. Và năm nay thì trong thời điểm hiện tại mới là rét thì mình mới mang lên bản để phát. Sở dĩ những năm gần đây thì mình ít nhận những quần áo cũ hoặc là quần áo rét các bạn gửi về, phát rất khó các bạn. Nay thì bà con đồng bào ở khu vực của mình nữa chẳng hạn thì người ta cũng không đến mức là khó khăn nữa. Và những bộ quần áo cũ này thì ít nơi người ta nhận các bạn. Mình mang đến thì còn nhiều khi là phát còn khó cơ. Thế nên là cũng ngại mất cái tiền cước của quý vị các bạn khán giả gửi đến. Thế nên là chủ yếu là mình đi bản ấy thì là mua những bộ quần áo mới thôi các bạn. Và nay thì mời các bạn đi tiếp theo cái hành trình của mình. Chuẩn bị cũng khá là nhiều. Một cái bếp, bình ga và mình cả dấu ăn nữa cơ. Đó, mời các bạn đi theo hành trình của mình nhé các bạn nhé. Rồi các bạn, ngày nay thì vào mùa đông thế nên là ở trên bản này thì dường như là một cái bản lạnh nhất các bạn và cũng héo hút nhất. Cũng mấy năm rồi các bạn có thể thấy được trên những video của mình. Có năm vào thời điểm này thì không có nước cơ. Mình cũng nghĩ là thời điểm này ở trên bản cũng không có nước các bạn. Bản này vào mùa đông thì suốt ngày sương muối như này. Thế nên là cũng rất là khó. Trên này lạnh. Nhưng mà mình ở dưới vùng thấp lên đây thì thấy lạnh thôi các bạn nhé. Ở trên cao hơn nữa thì ở trên đây bà con ở trên đây người ta quen với khí hậu này các bạn ạ. Các bé thì cũng không mặc quần áo gì ấm lắm đâu các bạn ạ. Thậm chí những người lớn người ta mặc quần áo ấm hơn, còn trẻ con thì mặc quần áo rất là phong phanh. Đây thì mình cho flycam đi theo xe của mình một chút các bạn và nhìn theo con đường. Mình đang cố bám theo con đường đất các bạn ạ. Này thì khó đi hơn rồi, tại vì là hôm rồi sạt lở thế nên là đi khó. Ngày nay thì mình có file flycam đi theo ô tô các bạn nhé. Và bản làng file flycam lên. Nay thì toàn cảnh bản sẽ như này các bạn. Mình đã nhờ Hồ, một trong những bạn mà mình biết ở bản, gọi cho mình mấy bé trẻ con giúp mình. Hồ ơi, hộ anh với. Giờ nữa thì chắc là nhờ bạn đưa những cái đồ này xuống sân đi các bạn. Ở trên này thì khá là bẩn, nhấp nháp. Bên này thì mưa các bạn. Đó, mấy bé này. Hà ơi, cho anh mượn cái bạt giải rửa sân với. Bảo vợ cho anh mượn cái bàn.
Thế bà phải có cái gì để sơn cho đỡ bẩn? Đây là những cái tải quần áo hoặc là đồ vải các bạn ạ. Để xuống dưới cái mình xem để phân loại nhé. Chưa biết được nó là cái gì đâu. Ra ơi, quay mất. Rồi các bạn, một cái khung cảnh lên bản lên này các bạn có thấy thích không? Khi thấy xe của mình thôi thì cả bản đã tập trung ngay ở đây rồi các bạn. Một cái tình cảm dành cho bản làng này, mặc dù là lên nhiều lần nhưng mà cũng quay nhiều lần. Một lượt xe cũng rất ít thôi nhưng mà mình cũng vẫn thích lên bản vùng cao này, bản Lũng Ác. Một cái tình cảm mà mình dành cho bản và cả bà con, các em bé ở đây cũng dành cho mình và dành cho đội nhóm của Giàng A Pháo các bạn. Ngày nào lên thì cũng được cái món quà tinh thần rất là lớn. Người lớn trẻ con ra đây và đón nhận những cái món quà của mình. Họ rất là trân quý món quà của mình. Bây giờ trước hết thì mình sẽ cho những cái thùng vào đây và xem là những cái gì đã nhá. Thì mình phân loại. Rồi tiếp theo cái nội dung là các bạn theo dõi tiếp. Rồi các bạn này, mình đang xem cái kiện này là anh chị nào gửi nhá. Cái này thì chắc là cũng quần áo mới mùa đông này các bạn này. Mình thấy gửi về cho mình là từ ngày mùng 10 tháng 9. Này, từ mùng 10 tháng 9 các bạn nhé. Đó. Mình cũng chưa phân loại đâu. Đây, mình nhờ cameraman quay lại cái bill các bạn, người gửi cho mình. Bill ngoài thôi các bạn. Địa chỉ, số điện thoại người gửi đây các bạn. Đây là điện thoại của mình, điện thoại của người gửi. Địa chỉ 18. Mình chỉ biết là Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thôi. Quả này hơi lằng hoàng. Hay quả này anh nhé, anh chị đã gửi cho em. Áo các bạn ạ, đây là áo. Hồ cho anh mượn con dao Hồ ơi. Trước hết thì mình cứ bỏ ra để phân loại ra các bạn nhé. Mọi người rất là tò mò, hôm nay thấy mình mang bếp ga đi xem cái này có ăn được không nhá. Nhưng mà toàn quần áo thôi. Quần áo này không ăn được rồi. Chết rồi, A Pháo nên lười rồi. Nhờ khói này nữa thì gửi cho mình vào cái thời điểm nào mình không nhớ các bạn. Đây là địa chỉ người gửi đây các bạn. Đường Tân Tạo, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Bình Tân. Người gửi là Ngân các bạn nhé. Cảm ơn chị Ngân. Thank you.
Cái này thì gửi về từ đầu mùa đông ấy các bạn. Tuy nhiên là trời không lạnh nên là mình cũng không đi phát được. Này lạnh thì phát mới ý nghĩa nhất các bạn ạ. Thùng này thì mới nhất rồi. Địa chỉ thì rõ ràng đây các bạn. Chị Vân Trịnh gửi cho mình nhé. Cảm ơn chị. Đó, địa chỉ của chị đây. Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Ok, mình bóc luôn. Hôm nay là dùng rất là nhiều. Nhiều quần áo. Ok, cái này mình để trong hộp. Đưa nó cho anh này em ơi. Em bé cẩn thận nhá, chú khua vào nhá. Tiếp theo đây là cái thùng của chị Nguyễn Thị Hảo. Đó. Gửi về địa chỉ của mình đây. Cảm ơn chị Hảo nhá. Mình bóc luôn các bạn. Kẹo à? Rồi, có cái ăn đấy rồi, kẹo đấy rồi. Hả? Bỏ nồi đâu? Đây. Đây. Cái này là cái thùng cuối cùng đấy, xem có cái kẹo đủ, có cái ăn không? Nhưng mà thật đây rồi. Một con chó ăn á. Đây rồi, có cái ăn đây rồi. Đây. Con chó đấy 400 ngàn á. 4 chàng đắt lắm. Có đúng không à Hồ? Hả? Lau đi cho anh phát. Thế là cái tải cái giải vào đi. Chết rồi, không có gì ăn rồi, các em bé ơi. Mí nhủ ơi, không có gì ăn rồi. Cho 200 triệu à? Vâng. Đừng giấu một con dao nhá. Con bé một viên đó nhá. Chi nào. Phát xem. Phát xem các bạn.
Đấy rồi, kẹo đây nhá. Bóc máy thì tìm thấy gói kẹo rồi. Gói kẹo này mình chuẩn bị các bạn ạ. Đâu, ăn kẹo ở đây, cháu ơi. Lấy hai pep rượu à? Hai kẹo được không? Dặn mình lần sau hai pep rượu liền nhá, A Pháo. Được. Đây chị. Chúng nó nào vậy? Tao mẹ hả? Chị đi phát cho trẻ con đăng ký hộ em với. Phát cho trẻ em phát. À, bạn đi phát hết cho mấy bạn hộ em. Thôi. Phát cho cả người lớn này. Bây giờ mình sẽ phát cho trẻ con trước, những cái đồ trẻ con mình sẽ phát trước, đồ người lớn thì sẽ tính sau các bạn. Rất là cảm ơn quý cô bác anh chị hôm nay gửi đồ về, mình thấy toàn là đồ tốt thôi, đồ xịn thôi. Giải cái này. Con dao đâu nhỉ? Cho anh mượn con dao đi. Thôi mình mang con dao đâu rồi. Cất nữa. Cất ra ngồi lên, nó cần mà. Dao để đây còn tí còn mổ con gì lại mang cất nhanh thế nhỉ? Chưa chỉ được mang đi này. Đây đều là những cái mũ mới hết các bạn. Cái này là cũng là những bộ quần áo mới. Cái này là mà. Phải nhớ.
lỡ cho lỡ tôi là nhau vui có số ở chơi nhưng nó không có chắc chắn nó có chắc thì nó không tí chắc nó hả nó phải chắn chá mới chắn chá chắn chá phải chờ nó thắp bà lúc đó có phụ chờ nó chắn chá phải chờ nó thì nó quần áo mới hết rồi Em đây là tất tay các bạn ạ. Tất tay mua len mình sẽ để bên này. Ở đây là mũ này. Ngầu không? Thế là phải chọn vào cái khác ấy. Hãy cái này nhá. Ngầu không? Đấy. Ai thích cái mũ này? Ai thích mũ này phát đầu tiên nào? Nào chị nào thích cái mũ này nào? Phát đầu tiên. Mũ này chỉ đẹp thôi, chứ không che được mưa. Đây, chú. Chú lấy về tặng yêu. Đây. Mũ này đẹp ấy. Hả? Mua đây không? Mua đây mà này đội cho đẹp ấy. Ra chú xem nào. To quá. To. To quá. Cháu chỉ phù hợp với mũ này thôi. Mũ này phù hợp hơn. Cháu thích mũ này không? À thích đây. Đây chị phát có nhiều thứ nha các chị nhá. Trẻ con không lấy thì phát cho cả người lớn em ạ. Đây. À, cho tay vào đây bác xem nào. Chú xem nào. Anh nhau. Anh nhau, có mất nhắm bảy nữa là bị đuổi nhau. Cháu thử đeo vào xem nào. Đeo, 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 đeo giống này này. Đấy. Thấy rồi. Thấy chưa? Như này, như này. Đấy, đeo như này à.
Đây bạn cầm về đeo nhá. Mỗi bạn một đôi em nhá. Thấy chưa? Con em có chưa? Con em có chưa? Đây cho những bạn này, con nhỏ này. Thật. Bố. Xin đâu? Bỏ quá. Đây phát cho các bạn. Phát cho con. Có quá nhỉ. Mũ này đội cho ông này phù hợp này. Mũ này mũ con gái. Con gái. Vừa con gái rồi. Xin không? Có vợ chưa? Vào, đâu bé mà. Hả? Đẹp trai đấy nhờ. Đẹp đâu, xấu trai lắm. Hả? Xịn nhờ. Xịn đâu. Mấy năm không gặp nhờ. Năm nào cũng gặp mà. Năm nào cũng gặp à? Đây mua vẫn còn đây. Bạn nào chưa có thì phát cho bạn đi. Đây mua đây. Các bạn nào cần phát nốt đi. Mỗi bạn một cái nhá. Bạn nào bôi tao cái nhỉ? Ừ, đây. À, bé quá. Con nhà này nào. Bé quá. Có duy nhất một cái mũ này. Mũ này ấm ấy. Mũ này giống kiểu Mông Cổ ấy nhỉ. Bé nhà Hồ, bé tí tí. Có đủ hết chưa? Mũ đủ hết chưa? Bạn kia có chưa? Thế lấy con lấy cái này nhá. Lấy cái này không? Nè. Thế ra đây chú cho nhờ. À, ngon chưa? Đây. Thế vào đây. Không. Bạn kia cơ. Được rồi, bạn này cũng được nè, bạn này một cái. Thấy có chưa? Thế bạn kia vào đây. Ok chưa? Ngon chưa? Đó. Đó, xin chưa? Găng tay có hết chưa?
Em nào yêu không? Có nhưng mà ông có một bạn trẻ xinh gái nhưng mà chưa đến này. Xinh gái chưa đến à? Đang ngủ sáng với kỹ sao ấy. Đang ngủ sáng. Em phát hộ anh mấy cái này đi. Với bạn đồng bộ nhé. Ngồi xuống đây nhỉ. Sao chết chứ không khâu nó khật dính khật xuống mà. Phát hộ anh mấy cái này mới bộ. Các bạn nhận được quà của thì ra đây nhá. Em xuống đây phát đi. Bé tránh ra, lùi ra một tí. Mày vào đây. Đây nhá, đây nhá, chia hết cái này cho anh. Đây là những cái quần. Quần này các chú mặc vừa không? Đây ạ. Áo như này, áo mới tinh ạ. Đây cho bác thử cho này. Đấy. Ngon chưa? Đấy. Đấy chú này to béo chắc là vừa đúng không ạ? Đấy. Chú thử nào chú. Chú thử đi, chú không cười ra rồi nha. Chú cứ mặc đi. Cái này big size rồi, to quá các bạn. Khó. Khó quá. Cái kia số bao nhiêu ấy? To đấy. To quá. Trong cái gói hàng của chị Vân Trịnh thì có thêm cái này nhá. Nãy thì mình cũng chưa lục đến các bạn. Đó chính là kẹo này. Quần áo sẽ để sang đây đi. Còn kẹo này mình sẽ... Hoặc là cái chất lỏng này là gì để mình đọc các bạn. Xong rồi sẽ phát cho các bé sau. Biết chắc đây là kẹo rồi. Các bé lùi một tí ạ. Hồng ơi cứ phát đi Hồng. Lùi hết ra đây các bé các mẹ ra đây chọn bộ nào vừa thì lấy đi. Lùi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con bồ này đẹp này. Đó. Bồ này quá đẹp luôn, bé nam bạc đẹp. Chị Vân Trịnh gói rất là cẩn thận luôn. Đó. Bộ này mới đấy. À, các mẹ vào chọn đi. Xuống đây. Người lớn chờ một tí nhá. Cho chị con chọn xong đã. Cầm luôn. Còn cho họ à? Thắp kèo cho trẻ con này không? Đây nha, có kèo đây nhá. Kèo đây nữa này. Phát cho mấy bạn. Body bath đúng thật. Sữa tắm. Chỉ sợ nhầm nữa các bạn. Tại vì là mình cũng không biết tiếng Thái. Đây là tiếng Thái Lan. Trời ơi. Chị có gửi cho mình nhưng mà cũng đọc được vài chữ. Hôm rồi vừa đi Lào nhưng không đi Thái các bạn ạ. Thế nên là không biết tiếng Thái. Đây là sữa tắm cho trẻ con. À, khi về các em nhá, lấy cái này về thì cái nước ấm pha cho trẻ con ấy ạ. Thì cho vào khoảng độ 3 đến 5 giọt chẳng hạn. Hòa lên. Xong cho bé tắm. Đấy có 10 chai thôi. Bây giờ thì anh chẳng biết phát cho ai cả. Thế là nhờ em đi phát cho 10 nhà. Đó. Em đi phát cho đi. Gia đình em một chai. Vì em anh biết là em có trẻ con rồi. Phát cho những nhà có trẻ con nhá. Phát cho những nhà có trẻ con. Ờ, trẻ con bé người ta tắm ấy. Đó. 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 Nhà nào có trẻ con đấy, ví dụ nhà em đang có đúng không? Thì em để lại một chai em dùng. Đó. Đó. Đây là kẹo này, phát nốt cho trẻ con của anh. Đấy. Tức là hòa cái, tức là nước ấm nhá. Bình thường tắm cho trẻ con ấy, mình hòa vào đến 5 đến 10 giọt chẳng hạn. Đó. Nhà em có đúng không? Tắm cho em cò nhà em ấy. Nhà Hồ đang có này, xong dùng nhỉ? Khoai dùng à? Nhà Hồ có chưa? Còn một chai này, ai có trẻ con, nhà nào có trẻ con nữa? Ờ, bạn nào có trẻ con thì lấy nhá. Ừ.
hay là nhà mình chấp chủ ra biết. Bây giờ hết trẻ con rồi, các cháu có quà rồi, mình đến cái này nhá các bạn nhé. Biết cái này là có phải người lớn không? Đồ này chắc chắn là cho nữ giới rồi. À, xin không? Xin chưa? Để mặc một cái nào. Không vừa. Nào bạn nào xinh nhất ra đây mặc một bộ nào, một cái nào. Thử vừa không? Cháu. Mặc vào anh xem nào. Em mà bắt. Ôi, em thì sinh nhật bản rồi. À, sinh nhật bản rồi. Đang nhớ bị ca, na. Này, giờ tham này. Tham này đâu? Chưa biết được mấy đâu. Quả nhiên là này nó là. Lần phải Thầy à, hợp lý hợp lý. Ok, em ra đây hoành với. Em chọn cho các chị các mẹ ở đây, kể cả các bé vừa, mỗi người một cái. Đó, giống như em. Đó. Em đừng có vào chọn hộ anh Phát. Bạn kia vào chọn hộ anh Phát. Để phát cho cả bạn. Mặc thử, các em mặc thử đi. Ai à, đồ người lớn pha rất nhanh các bạn. Người lớn cũng toàn là đồ mới tinh ấy nhá. Đừng làm bẩn. Chú ơi, chú xem nốt đi. Xem nốt rồi anh đi xem anh mặc vừa. Toàn đồ mới đấy em ơi, đừng để bỏ phí thế. Em mặc thử vào nào, em mặc thử vào nào. Gom hết rác vào hồ em với ạ, cái rác ngoài kia đi ạ. Đấy. Lại hô hô nè. Thôi hô lại hô nè. Nào gom hết vào, tí nữa có kẹo nữa nhá. Mí nhủa mà không nhặt rác là tí nữa không có kẹo đâu. Chuyến sau chú không có kẹo cho đâu. Rồi các bạn, một xe đầy. Không phải là xe đầy nữa mà những cái thùng ngày nay thì mình đã phát hết các bạn. Phát nhanh nhất đó chính là quần áo cho nam giới các bạn ạ.
Đây là mẹ của Hà này các bạn này. Đó, quần áo. Chú có một ôm như này. Đâu, của nhà hộ đâu? Con được tí nào không? À, hộ có đây đúng không? Con được chưa? Được cái mũ nào không? Mũ đang đội đấy à? À. À, có hết rồi gì? Không tham gia anh gì đâu đúng không? Đó. Một số là này chuẩn tới cháy không? Tốt đi, để ra quá. Rồi các bạn, cái chuyến đi này thì lên bản vùng cao các bạn, một ngày thứ bảy mình cũng cảm thấy là thực sự ý nghĩa và cuộc sống có ý nghĩa hơn các bạn. Nay thì lên bản và phát được những cái phần quà, cũng rất là may mắn trong thời gian qua được các bạn yêu mến và gửi quà về, gửi đồ về và làm cái cầu nối đưa lên vùng cao các bạn. Nay thì cái chuyến đi thì đã phát hết những cái thùng đồ, thùng quà mà trong cái cuối năm, trong dịp mùa đông này các bạn ạ, phát trên vùng cao cũng phát xong. Và video này khả năng là mình cũng sẽ dừng tại đây các bạn nhé, mời các bạn xem những cái nội dung tiếp theo trên bản vùng cao chuyến hành trình này của mình. Mình sẽ kết thúc tập phim này tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn, xin chào, hẹn gặp lại các bạn.